chúng ta sẽ theo dõi một ca nung mũi sụn sườn tự thân thực hiện tại bệnh viện nha mọi người. Thì mọi người có thể quan sát cái dáng mũi của chị khách hàng này trước khi mà phẫu thuật. Thì cái điểm đầu tiên mà các bạn có thể thấy là cái phần đầu mũi khá là ngắn. Đây là cái tình trạng mà rất là thường gặp ở những khách hàng mà đã từng nâng mũi rồi. Tức là mình chỉ nâng mũi sụn nhân tạo đặt sống silicone thôi. Thì về lâu về dài, cái đầu mũi nó sẽ bị co rút và bị ngắn hết lên như thế này. Chị khách hàng này là đã làm mũi được hơn 20 năm rồi. Má ơi, cái ống bị cúp rồi, em coi lại. Chị ấy đến New Face với cái mong muốn là cái đầu mũi có được đầu mũi được kéo dài ra, dài hơn, làm kín xuống và cái phần sông mũi thì được nâng cao tự nhiên thôi. Chứ không thích quá cao. Nhiều chị thắc mắc là khi mà lấy sụn sườn tự thân như thế này thì khách hàng có đau không? Thì câu trả lời là hoàn toàn không, bởi vì là khách hàng đã được gây mê rồi nha. Khách hàng vẫn đang ngủ, hoàn toàn không có cảm giác đau. New Face muốn chứng minh cho các bạn đó là nâng mũi không hề đau như các bạn đã từng nghĩ nha. Các bạn tưởng tượng là trước khi mà phẫu thuật, hầu hết các khách hàng đều tưởng tượng là nâng mũi sẽ rất là đau và hầu hết tâm lý khách hàng đều rất là sợ. Nhưng mà các bạn có thể thấy là khách hàng của New Face thì khi mà nâng mũi có chút sụn sườn tự thân thì đã được gây mê và đang ngủ nên là hoàn toàn không có cảm giác đau. Và sau khi mà nâng mũi sụn sườn tự thân xong thì khách hàng sẽ lưu lại bệnh viện khoảng 8 giờ để theo dõi. Sau đó thì có thể về nhà và sinh hoạt bình thường. Thời gian đang chuẩn bị điêu khắc cái kim khắc khô chất liệu ở đây. Đây là chiếc mũi của một chị tới từ Canada. Chị rất là may mắn là có anh chồng đưa đi tư vấn cũng như là đưa đi phẫu thuật. Và bác sĩ có hứa là sẽ để cho anh chồng có cảm giác là mình có một người vợ mới sau cuộc phẫu thuật này. Ở đây trong cái chiếc mũi này thì chị đã làm rồi, đã phẫu thuật đặt cái lưỡi ở Mỹ. Thì tuy nhiên là cái phần này người ta đặt mỏng quá, nó rất là thấp. Làm như này thì nó rất an toàn, nhưng mà vì độ thẩm mỹ thì nó không có cao. Và cái đầu mũi là gần như không có can thiệp gì hết, nên là rất là ngắn. Thì trong lần này thì bác sĩ sẽ kéo dài và nâng kín cái đầu mũi này, cũng như cho phần sống mũi nó lên cao một chút xíu. Và cái tư vấn ở đây thì chị mong muốn là một cái mũi rất là tự nhiên thôi, càng tự nhiên càng tốt. Thế giờ đó là hôm nay bác sĩ sẽ làm cao rất là tự nhiên thôi. Tại sao mà chúng tôi hay livestream trực tiếp cái quá trình phẫu thuật? Tại vì để chứng minh cho mấy việc sau đây. Thứ nhất là ekip của bác sĩ tư vấn chính là người phẫu thuật cho các bạn, chứ không phải là cứ gây mê xong bỏ đấy cho người khác làm, chuyện đó không có. Cái thứ hai là cái quy trình phẫu thuật nó như nào, độ cẩn thận tỉ mỉ rồi dùng vật liệu gì thì cũng rất là minh bạch. Thì hiện nay càng ngày càng có nhiều người đăng ký được livestream trực tiếp quá trình phẫu thuật để họ xem lại như là một cái kỷ niệm, và cũng là chứng minh cho cái chuyện là tại New Face thì bác sĩ tư vấn thì chính là người phẫu thuật trực tiếp. Đây là một cái điểm khác biệt tại New Face, tại vì khi mà cái người tư vấn là người trực tiếp phẫu thuật thì chúng tôi sẽ hiểu được cái mong muốn thực sự của các bạn là gì và cái khả năng thay đổi đến đâu. Thì do đó khi vào phẫu thuật thì sẽ rất là tốt. Nhưng nếu mà các bạn một người tư vấn sau đó một người phẫu thuật
thì tất cả những cái thông tin tư vấn nó sẽ không có được truyền tải đầy đủ tới người phẫu thuật, nên là cái kết quả sẽ không như là tư vấn. Yên bình nhé. Phần sống mũi đây rất là tự nhiên, như là không nâng cái đầu mũi, được làm nhỏ lại và kéo dài hơn so với cái mũi trước kia.
và cách làm như này rất bền, có thể xoay vặn thoải mái, không lo gì hết. Và chị vẫn đang trong giấc ngủ say, không hề biết đau. Chị ơi, có đau không? Hôm nay thì có cái vùng đầu mũi nó hơi đỏ một chút do cái mũi tiêm, thì cái hiện tượng đó là bình thường, các bạn không phải lo lắng gì hết, ngày mai là nó sẽ hết thôi. Okay, check the hand.